Vân để có những trái ngọt như ngày hôm nay, đó là nhờ sự bền bỉ không ngừng nghỉ của người phụ nữ có trái tim yêu thương rộng lớn. Nhưng hành trình suốt 10 năm qua của chị Vũ Thị Dung không đơn độc, vì bên cạnh chị luôn có những người đồng hành, thấu hiểu việc làm nhân văn của chị và cùng chị viết tiếp những ước mơ của bao đứa trẻ thiệt thòi. Từng ngày, những con người này vẫn kiên định trên con đường vun trồng hạnh phúc. Trải qua biết bao thăng trầm, họ ngày càng khẳng định được con đường đi của mình là đúng đắn và tìm được những người bạn thật sự cùng đồng hành xây dựng nên ngôi nhà khát vọng. Để... vang tiếng ca tầm giữa đêm chẳng tà. Chị Dung không muốn học phát triển bản thân. Hôm đấy là cũng có chị Dung chia sẻ về quỹ. Thì ngay từ đầu là mình cũng đã rất là chạm về cái cách mà chị nuôi dạy trong từng đời bạn thông thức, từng này tiền. Nhưng mà khát vọng thì khác, là khát vọng sẽ đồng hành cùng các con, là chăm sóc các con để nó có cái hiệu quả. Các con học hết được cấp 3, có khả năng thì